vô cùng đặc biệt, là một nhân vật vô cùng quan trọng, không thể thiếu được ngày hôm nay. Xin mời chú rể Ngọc Viên lên sân khấu hát bài 60 năm cuộc đời. Rồi, năm anh em đâu, năm anh em đâu, lên 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 lên. Oh,
Arigato. Bài gì anh Giao thích thì giới thiệu. Bài hát đó phải không? Cái đó phải không? Vườn hoa sao rơi. Anh ngồi đây với em trong đêm đêm nghe mưa hát hát lên câu tình ca đêm tình bao loài hoa chứng nhân cho đôi mình không chia cách đến chọn một người nhìn sao đây tỏa sáng lung linh ấm nồng vườn ngọc lan ngắm trời dần chiều và anh ước mong sao cho thời gian mãi ngừng trôi mãi ngừng trôi để ngồi đây anh với em có một ngàn mây trắng đưa tình ta đến chân trời chẳng bao giờ ta biết gì cho cầm tay đây đi.
chào đi, cầm tay đi, chào đi. Chào mọi người, chào xuống. Và tiếp theo chương trình xin mời giọng hát của một nữ ca sĩ đến từ Seattle. Xin mời Kim Như với bài hát Bình Hương. Yeah.
Yeah,
Thank you.
xíu xíu quay chuyển đi xem đăng ký hạt cho em quay nên đi cứ đăng ký thôi lên đó đặc biệt bữa nay em tìm nó đây đấy nè dựng đây thầy tới đấy nè thằng cũng đi bữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một con đường em ngọt lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn và mọi em sống ngày mai sống quen còn ai cần ai cho Thank you.
Rồi đây đi, đây đi hát kia cho này, lên nhảy đi. Rồi lên nhảy nha, lên nhảy nha. Cho này lên nhảy cho này. Thank you.
kể từ một đêm cùng nhau nằm hòa trong tình yêu của mỗi đêm nhớ. Nhìn bầu trời yêu này sao vì rằng chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quên biết nhau một ngày thì mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Giữa phút giây bạn và chờ tình yêu, tình yêu. Anh cho
Thank you.
chưa làm vào vui. Thì tôi là lãng phóng tôi tình ai. Đơn thầy đưa chúng ta Thank you.